Trong cuộc đời của mỗi con người, ai cũng có một thời thanh xuân. Thời thanh xuân ấy tươi đẹp, sôi nổi hay trầm lắng nhạt nhòa, tất cả đều được gói gọn vào hai chữ khát vọng. Khát vọng vươn mình, tiên phong đi về phía mặt trời, đón ánh bình minh rạng rỡ, cống hiến sức trẻ, đam mê, nhiệt huyết cho non sông đất nước, cho xã hội là con đường khai phá, rèn giũa, hoàn thiện bản thân, khắc ghi dấu ấn tuổi trẻ tươi đẹp của chính mình. Tiếp nối những lý tưởng cách mạng cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong những năm tháng hòa bình đáng quý, được đánh đổi bởi bao máu xương của các thế hệ cha anh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh luôn đồng hành với thanh niên, khơi dậy và chắp cánh những khát vọng, ước mơ, tạo dựng nên những thành quả khắp mọi miền đất nước. Từ vùng núi cao cho đến đồng bằng, từ đất liền cho đến đảo xa, có biết bao con người trẻ tuổi đang dốc sức cống hiến bằng khát vọng cháy bỏng, bằng nhiệt huyết, hăng say trên hành trình tiên phong đi tới mọi nẻo đường gian khó nhất. Phân hiệu Hồng Ngài của trường tiểu học Y Tý số 2. Trên đỉnh núi treo leo bốn mùa mây phủ, những con đường heo hút lặng lẽ, những nóc nhà thơ thớt dưới lùm cây, có những mầm non đang trỗi dậy, ngày một lớn khôn, hàng ngày rủ nhau tới trường để được cô giáo chỉ cho con chữ. Những năm qua, bao con người đầu xanh tuổi trẻ đã thầm lặng gửi tuổi thanh xuân của mình nơi rừng núi để mang tới hy vọng và tương lai tươi sáng hơn cho những vùng đất còn quá nhiều khó khăn này. Bản Mường Và, tỉnh Sơn La, gần 40 thanh niên tuổi đời còn rất trẻ, xung phong tình nguyện về cắm bản, cùng sống, cùng lao động với bà con, vận dụng kiến thức mới để phát triển kinh tế mang lại hiệu quả cao. Ngoài chăn nuôi trồng trọt, các trí thức trẻ khi thì là những công nhân làm đường giao thông, nối liền xóm bản, lúc lại trở thành giáo viên trên bục giảng, chỉ bảo từng con chữ. Ở vùng biên giới nhiều khó khăn này, thanh niên gần như cái gì cũng phải hiểu, việc gì cũng phải biết làm. Có vậy mới được người dân tin tưởng. Ít nhất 3 lần trong ngày. Đây chỉ là vài trong số hàng trăm, hàng nghìn công trình, phần việc mà các đoàn viên thanh niên đã tạo dựng trong nhiệm kỳ qua. Thế hệ trẻ đã chứng minh được rõ hơn hết khát vọng cống hiến và vai trò xung kích của mình trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội. 12 ngôi làng thanh niên lập nghiệp được thành lập tại các xã đặc biệt khó khăn, 270 cây cầu giao thông nông thôn, hàng chục nghìn km đường giao thông, hàng nghìn nhà văn hóa, nhà nhân ái, nhà bán trú dân nuôi. Những công trình như lời khẳng định, sức trẻ và khát vọng tuổi trẻ sẽ tạo nên những thành quả lớn lao. Huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng, hơn 1.000 đoàn viên đã cùng nhau thực hiện công trình thanh niên đầy ý nghĩa. Dưới cái nắng gay gắt, hơn 3.300 mét đường ống nước đã được lắp đặt, đưa nước ngọt đến từng hộ dân đang chịu ảnh hưởng bởi hạn mặn khắc nghiệt. Chờ đợi hơn 16 năm trời, niềm hạnh phúc của bà con có thể hình dung được qua những ánh mắt, nụ cười. Nhìn lại 5 năm qua, trên mọi miền Tổ quốc, bất kể là phần việc gì, bất kể là nơi đâu, đều có hình ảnh sắc áo xanh tình nguyện. Không chỉ thấm đẫm mồ hôi của những ngày hè giúp em tôi đi thi từ quê nhà đến cổng trường đại học, không chỉ sẵn sàng tình nguyện cho đi những giọt máu đào để giữ bao cuộc đời ở lại. Không chỉ là những buổi ra quân làm sạch bờ biển, ý tưởng sáng tạo biến bãi rác thành vườn hoa, tuyên truyền cho cộng đồng những nếp sống văn minh, mà còn là hình ảnh xả thân ở những nơi nguy khó nhất. Khi những thanh niên, những người lính trẻ không quản ngại hiểm nguy, hỗ trợ đồng bào giữa phong ba gió táp, đã trở thành điểm tựa vững chắc giúp bà con được ấm lòng và vững tin vượt qua mất mát.
tô thắm thêm truyền thống anh hùng, vẻ vang và tinh thần bất khuất của dân tộc. Các thế hệ thanh niên Việt Nam luôn nhớ về những người đã hy sinh cuộc đời mình, tuổi thanh xuân của mình vì độc lập tự do của đất nước. Tri ân những công lao to lớn ấy, các cấp bộ đoàn và mỗi cán bộ đoàn viên thanh niên luôn trân trọng khắc ghi với những hành động cụ thể, thiết thực, thể hiện đạo lý đền ơn đáp nghĩa cao đẹp. Những buổi khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, những buổi thăm hỏi, tặng quà và động viên, hay những hoạt động chăm sóc các mẹ Việt Nam anh hùng, những người có công với cách mạng, không còn là những hành động mang tính biểu tượng mà đã thấm nhuần trong tâm trí, trở thành hoạt động tự thân, tự giác, thường xuyên và liên tục của đoàn viên ngày hôm nay. Những bước chân của thầy giáo Trần Bình Phục đưa học sinh tới trường trên đảo Hòn Chuối, tỉnh Cà Mau. Hình ảnh thân thương suốt 7 năm qua với bà con xã đảo. Đang điều trị ung thư máu, thầy giáo trẻ vẫn xin ra đảo công tác để mang con chữ đến cho hàng chục em nhỏ, mong muốn các em có cơ hội thay đổi cuộc đời. Trong 5 năm qua, những chương trình chăm lo bồi dưỡng các em thiếu niên nhi đồng do Trung ương đoàn phát động đã giúp đỡ, hỗ trợ hàng vạn trẻ em, đặc biệt là những em thiếu nhi ở những nơi gian khó của Tổ quốc, có được cơ hội được đến trường, được vui chơi, học tập, góp phần không nhỏ giúp cho đội viên cả nước vững bước trưởng thành những mầm non ưu tú của đoàn. Nếu là chim, tôi sẽ làm loài bồ câu trắng. Kế thừa và phát huy những thành quả của những nhiệm kỳ trước, với những gì đã làm được trong nhiệm kỳ qua, một chân lý tiếp tục được khẳng định và bồi đắp, đó là dù trong hoàn cảnh nào, ở bất cứ nơi đâu và làm gì, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và lớp lớp thanh niên Việt Nam luôn vững vàng niềm tin son sắt, tự hào tiến bước dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, kiên định, vững tin vào mục đích, lý tưởng mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Tiên phong, xung kích, đi đến bất cứ nơi đâu mà Đảng và Tổ quốc cần. Từ cuộc vận động mang tính bao trùm là học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, cho đến việc nghiêm túc thực hiện chỉ thị 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ. Sự tin theo, hưởng ứng và đóng góp của thanh niên đã góp phần tạo nên những biến chuyển tích cực trong xã hội, thúc đẩy tuổi trẻ khát khao cống hiến, khát khao tỏa sáng dưới cờ Đảng quang vinh, giúp mỗi bước tiến của đoàn thêm tự tin, thêm vững mạnh. Trong thư gửi thanh niên năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng viết: "Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, một phần lớn là do các thanh niên." Được sinh ra và lớn lên trong một đất nước tự do, được đổi bằng bao xương máu của cha anh, trách nhiệm của thế hệ trẻ ngày nay là gìn giữ hòa bình độc lập, ra sức đóng góp tài năng, nhiệt huyết và trí tuệ vào việc phát triển kinh tế xã hội để đưa đất nước đi lên, để nhân dân có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Trong nhiệm kỳ qua, từ những chương trình do đoàn khởi xướng, rất nhiều bạn trẻ đã dám bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân để đương đầu với thử thách, chấp nhận gian khó, nỗ lực vươn lên. Hoạt động hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp, khởi nghiệp đã được tổ chức đoàn đẩy mạnh, nâng cao và tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Cùng với sự ủng hộ mạnh mẽ của Đảng, của Chính phủ, tiếp nối vinh quang và nỗ lực của những thế hệ sao đỏ, sao vàng đất Việt đi trước. Đoàn viên trên cả nước được tiếp thêm sức mạnh và động lực trên hành trình khởi nghiệp đầy hứa hẹn, đầy vinh quang nhưng cũng đầy gian khó. Được rèn luyện, bồi dưỡng và trưởng thành từ những hoạt động đoàn, các đoàn viên thêm bản lĩnh, tự tin tham gia những hoạt động quốc tế, thể hiện trí tuệ, sự sáng tạo, hình ảnh trẻ trung tràn đầy khát vọng, quảng bá hình ảnh một đất nước Việt Nam với sức vươn mạnh mẽ sau những năm tháng thăng trầm, để lại những dấu ấn sâu đậm cho bạn bè quốc tế. Từ những khát vọng tuổi trẻ ấy, thanh niên Việt Nam đã và đang góp phần làm rạng danh Tổ quốc mình tại những cuộc thi, những lĩnh vực đòi hỏi trí tuệ, sức mạnh ở tầm khu vực và quốc tế. Nghi lễ chào cờ trên tàu cảnh sát biển.
sức rộn vang trên đường ngầm cây xa. Tại các đảo xa, nơi giữ gìn biên cương tổ quốc, ngày cũng như đêm, trong sóng dữ trùng khơi, giữa những căng thẳng hy sinh trực chờ, những chiến sĩ cảnh sát biển tuần tra canh gác, những người lính trẻ chắc tay súng, những ngư dân trẻ ý thức cuộc mưu sinh của mình gắn liền với chủ quyền biển đảo thiêng liêng. Và với những đoàn viên khắp mọi miền, đến được với đảo tiền tiêu của Tổ quốc, với những hành trình như tuổi trẻ với biển đảo quê hương, không chỉ bồi đắp lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tình yêu với biển đảo thiêng liêng, mà còn nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền. Để từ đó chung tay góp sức xây dựng, phát triển kinh tế xã hội bằng những hành động cụ thể thiết thực. Hành trình đó đã trở thành hành trình quen thuộc, góp phần giữ ấm trái tim và dòng máu đào với biển đảo thân yêu của Tổ quốc. Cứ như thế, hàng triệu đoàn viên nối tiếp nhau xung kích dấn thân trên mọi mặt trận, mọi không gian và thời gian. Ở những nơi mà phong trào đoàn đi qua, những chương trình ý nghĩa tiếp tục được duy trì và phát triển lớn mạnh năm này qua năm khác. Những mầm xanh đẹp đẽ đâm chồi, nảy lộc, lan tỏa trong cộng đồng. Hãy đi cùng hành trình tuổi trẻ vươn tới ánh mặt trời. Hãy cùng đặt chân đến những nẻo đường khai phá những vùng đất mới. Hãy chung tay với tuổi trẻ nắm bắt những vận hội mới của đất nước. Chắc chắn bạn sẽ sống những năm tháng thanh xuân rực rỡ với những trải nghiệm đáng tự hào từ trái tim, nhiệt huyết và khát khao cống hiến của tuổi trẻ. Và đó là những viên gạch quý giá nhất để tạo nền móng vững chắc cho những thành công của tương lai.